Quá nhiều những thông tin thú vị và hấp dẫn đúng không ạ? Tiếp theo chương trình trong chuyên mục Cẩm nang làm đẹp tuần này, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ chuyên gia quen thuộc để cùng xem bí quyết làm đẹp ngày hôm nay là gì nhé. Quý vị có thể nói rằng vùng mắt là nơi mà các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm nhất. Chính vì vậy, khi phẫu thuật để trẻ hóa thì nhiều người cũng nghĩ ngay đến các phương pháp phẫu thuật để làm trẻ hóa vùng mắt. Và trong chuyên mục Cẩm nang làm đẹp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề này cùng với bác sĩ Phương Khánh Long đến từ Thẩm mỹ viện. Bác sĩ Long, xin chào bác sĩ. Xin chào MC Phương Nguyên và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Khi mà nói đến phẫu thuật để trẻ hóa vùng mắt thì chắc hẳn là có rất là nhiều phương pháp phẫu thuật khác nhau đúng không ạ? Chính xác. Là bởi vì chúng ta biết rằng là vùng mắt của chúng ta là một trong những cái đại diện về tuổi tác. Vùng mắt thì người ta chia làm hai vùng. Vùng phía trên, tức là gọi là mí trên, và vùng phía dưới là mí dưới. Và hai cái vùng này đều là có những cái dấu hiệu của tuổi tác xuất hiện rất là sớm. Tại vì cái vùng mắt là chúng ta biết cái da nó rất là mỏng. Thì chỉ cần chúng ta ở tầm tuổi 35 trở lên, bắt đầu chúng ta thấy nó bắt đầu có dấu hiệu lão hóa và rất rõ. Yeah. Với vùng mí trên thì Phương Nguyên nhận thấy có những dấu hiệu lão hóa như là dư da, rồi bị thiếu mỡ của hốc mắt nè. Và cũng như là có nhiều người thì sẽ áp dụng các phương pháp là cắt da, căng chỉ, nâng cung mày. Đúng không ạ? Vậy thì với những phương pháp đó sẽ được áp dụng trong những trường hợp nào và phương pháp nào tối ưu ạ? Cụ thể là gì? Những cái trường hợp như Nguyên vừa kể là đối với những cái trường hợp mà bị lõm, chúng ta làm sao cho nó đầy đặn trở lại để nhìn cái gương mặt người ta có sinh khí hơn. Thì chống lõm hiện nay nó có nhiều cái kỹ thuật làm, và một trong những cái kỹ thuật đó là chúng ta cũng là cấy ghép mỡ tự thân là tốt nhất. Ngoài ra thì còn những cái biện pháp ví dụ như là bơm filler, nhưng thật ra thì cái kỹ thuật đó nó không phải là tốt, bởi vì filler không được sử dụng ở một cái khối lượng quá lớn giống như mỡ. Mỡ thì chúng ta xài thoải mái. Cái thứ hai là nếu như có những trường hợp ngược lại, những cái trường hợp mà chúng ta vừa kể lúc nãy là nó bị lõm, bị mất thể tích, thì nó lại quá đầy, nó bị bụp, mới bị tích tụ mỡ ở cái phần mí trên làm cho nó phồng lên à, thì đương nhiên là nó cũng không đẹp, nó không thể đẹp được. Và như vậy thì ngược lại với trường hợp lúc nãy là chúng ta cần phải giải quyết cái sự đầy đó. Thì tùy theo khi mà khám thì chúng ta thấy cái phần cấu tạo của này nó gồm có những gì, nó ở từ ở ngoài vào nó có bao nhiêu lớp đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ tính toán ở mỗi một lớp như vậy chúng ta chừa lại bao nhiêu, lấy bao nhiêu để cho nó có được một cái đôi mắt mới mà nó vừa phải, không bị lõm, cũng không bị quá phồng lên, không bị quá đầy. Như vậy thì nó mới tạo nên một đôi mắt đẹp. Trường hợp thứ ba là thí dụ cũng không bị lõm quá, cũng không bị đầy quá, nhưng nó bị nhăn. Nó bị nhăn. Nhăn thì kèm theo đó là có sệ sụp chân mày nữa. Và nhất là thường là nó cụp cái đuôi này. Cái kỹ thuật để làm cái việc này là chúng ta treo chân mày là tốt nhất. Và bác sĩ cũng vừa đề cập đến một trong những thực trạng mà lão hóa dễ thấy nhất ở trên đôi mắt, đó là những vết chân chim. Vậy thì ngoài kỹ thuật treo chân mày thì có những phương pháp nào có thể áp dụng để xóa đi những vết chân chim ở đôi mắt không ạ? Thật ra thì có những người trẻ chân mày cũng không có làm sao, tức là họ chưa có bị rớt chân mày nhưng mà họ vẫn có chân chim, thì nó sẽ có những cái kỹ thuật xóa chân chim. Thì kỹ thuật xóa chân chim thì chúng ta cũng dựa vào vì sao nó xuất hiện, thì chúng ta đi ngược lại thì chúng ta sẽ xóa được thôi. Thì nó xuất hiện là do nó bị lõm xuống. Tất cả những cái đường rãnh ở trên gương mặt của mình mà nó xuất hiện là lý do nó bị lõm xuống, nó bị một cái chỗ hằn xuống. Như vậy thì chúng ta đơn giản là chúng ta sẽ làm nâng nó lên, làm đầy nó lên, hoặc chúng ta kéo căng nó ra, sẽ có hai kỹ thuật. Phần mí dưới thì nó đơn giản hơn cái phần bên trên. Đơn giản hơn, tại vì bên trên là nó có lông mày, rồi có mỡ tham gia của túi mỡ, rồi da trùng và cái mí trên nữa. Nó rất nhiều cái thành phần ở đó. Còn mí dưới thì đơn giản hơn rất nhiều, chúng ta chỉ cần lấy bọng mỡ và da thừa mí dưới là xong. Có thể thấy rằng để trẻ hóa gương mặt thông qua mắt
cửa sổ tâm hồn thì cần phải áp dụng rất là nhiều những phương pháp chia ly thì mới có thể cải thiện được hoàn toàn. Vậy thì khi mà mình áp dụng tất cả các phương pháp đó với cả mí trên, mí dưới và mắt chân chim thì có thể trẻ ra khoảng bao nhiêu tuổi thưa bác sĩ? Ít nhất là 5 tuổi, có những người đạt tới 8 tuổi, 10 tuổi chẳng hạn. Là bởi vì chúng ta thấy rằng cái lão hóa ở cái vùng xung quanh mắt có nhiều người rất là nặng, và nó là cái vùng lão hóa sớm nhất trên cái gương mặt của con người. Và khi mà chúng ta giải quyết được cái vùng mắt mí trên mí dưới thì chúng ta trẻ lại ít nhất là phải 5-7 tuổi. Và với những thủ thuật chia ly như vậy thì khi mà về nhà thì có chế độ ăn uống, sinh hoạt và chăm sóc như thế nào để có một vết sẹo đẹp và cũng như là giữ được dáng mắt ưng ý không ạ? Đầu tiên khi mà nói đến một cái sẹo đẹp thì phải nói đến đường mổ của bác sĩ. Thì đường cắt là một trong những yếu tố quyết định hàng đầu. Tiếp theo là kỹ thuật khâu thẩm mỹ cũng góp phần vào cái việc chống sẹo. Thứ ba là mới tới thuốc men rồi chăm sóc rồi các thứ. Đây là những cái yếu tố không thể thiếu trong một cái tiến trình làm đẹp. Kế đến là cái nhiệm vụ của bệnh nhân, của khách hàng thì về nhà phải giữ khô. Em nói đúng, là bởi vì khi một cái vết thương mà nó đang lành á, mà chúng ta có nước sinh hoạt của mình mà nó bị thấm vào thì đương nhiên nó không tốt. Vì sao vậy? Mà vì sao nước sôi đun sôi để nguội thì được? Là bởi vì tất cả những cái nước sinh hoạt của chúng ta đều có vi khuẩn. Mà vi khuẩn thì nó rất là thích những cái vết thương hở. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc như vậy đó, thì nó khi mà nó chạm vào nó bám vào đó thì nó sẽ sinh sôi ở đó và làm cho cái vết thương này, cái tiến trình lành của vết thương này bị cản trở. Còn cái nước mà đun sôi xong chúng ta để ấm ấm thì cái nước đó được. Là bởi vì cái nước nó vừa tiệt trùng xong. Nhưng mà chúng ta để khoảng nửa tiếng sau là nó lại khác nữa. Tức là nó không còn bảo đảm nữa rồi. Hoặc là chúng ta rửa bằng những cái nước y tế, thí dụ như là nước muối sinh lý chẳng hạn, người ta bán sẵn. Thì những cái nước này trước khi đóng vào chai thì người ta đã tiệt trùng rồi. Phải bao lâu thì mình có thể cắt chỉ và cũng như là vết thương lành hoàn toàn? Thông thường một cái vết thương thì chúng ta mất khoảng 7 ngày để cắt chỉ. Xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức quý báu của bác sĩ ngày hôm nay về những phương pháp có thể thực hiện ở vùng mắt để giúp cho gương mặt trông tươi trẻ hơn, chống lại những dấu hiệu lão hóa của thời gian. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Cảm ơn Phương Nguyên và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình.